안에서도 사용 가능하고요. 아, 그렇습니다. 요즘에 다 뭐 글로벌 시대이기 때문에. 자, 여기서 아, 플립 V8 qua tường. Chica thả diều. Gắn cầu. Tiếp tục là tốc biến Q3 ép tốc biến của Chica, pha PK đến thứ hai đứng giữa nhưng mà Chica vẫn đang là người thả diều tốt hơn. Dư cự ly quá hay đến từ Chica và solo kill dành cho Chica, này thì PK với người Việt Nam. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và cùng mình đến với LCK Academy với sự có mặt của DX Chica. Và dự bị cho AKG trong ván này vẫn sẽ là Lazy Field ở khu vực đứng dưới. Cái tỷ lệ thắng của Lazy Field ở đội hình DX Academy là cao hơn khá khá so với lại AKG nhá. Nhưng mà bởi vì là thưa họ ở Hàn thì họ rất là thích, thưa họ họ muốn tận dụng tài năng quốc nội hơn là ngoại binh. Cho nên là cái số lượng trận thi đấu của Lazy Field mình cảm giác là với cả là cái có vẻ như là Scream thì AKG làm tốt hơn so với Lazy Field nữa. Và thằng đồng của chúng ta thì vẫn chưa được đánh quá nhiều, nhưng mà Chica thì là câu chuyện khác nhỉ. Chica thì được đánh chính gần như là hết ở trong cái mùa LCK Academy này và thể hiện rất là tốt. Thứ hạng của DAX Academy ở thời điểm hiện tại đang là đứng ở vị trí thứ 5 anh em nhé. Và ở LCK AS thì sẽ lấy top 5 để vào playoff. Tức là nếu như giữ vững được cái phong độ này và đứng ở vị trí thứ 5 trở lên thì DAX Academy hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn playoff của LCK Academy sắp tới. Và những cái trận playoff thì mình sẽ được mình đem tới cho các bạn ở trên kênh sóng của Bình Luận Hoàng Sama. Rất là mong các bạn để lại lượt like và subscribe nha. Cánh dưới này thì đang có một tình huống đánh nhau 2-2 đến từ bộ đôi Jin và Rel. Phiên bản thi đấu là 14.10 anh em nhé. 14.10 đã thay đổi đồ rồi. Varus và Alista đối đầu với lại Jin và Rel. Đây sẽ là một con Varus sẵn sàng tấn công à. Đây sẽ là một con Varus tốc độ đánh đến từ vị trí của AKG. Còn với người chơi xạ thủ của KDF ở bên phía bên kia là Final. Solid cướp lại rừng. Nào, xin giao cướp rừng và đó là pha giữ rừng thành công đến từ Painter đẩy QQ vào. Tốc biến hất tung thành công Solid. Thậm chí là còn có cả một cái pha hoảng sợ đến từ Chica để đón được tốc biến nữa cơ. Và chiến công đầu rất tốt và cực kỳ là xứng đáng với tình huống xử lý vừa rồi đến từ bộ đôi đường giữa và đi rừng của DAX Academy. Tình huống là đẩy một cái EQ mà nó còn đón tất cả cái đường tốc biến của Solid nữa cơ. Nhưng mà người đi rừng bên phía của DKDF thì đã phải lấy bảo điểm số trước khi dùng tốc biến rồi. Còn cánh trên này thì bắt choáng với cú đắp nổ và quá nhiều sát thương bồi vào. Hàn Sung có mạng nhưng khả năng cao là phải đổi mạng rồi. Không cho xin giao di chuyển lên ván mạng thôi. Tình huống chết nhanh. Và bật thần cái xấu với cấp độ 6 và một pha đắp nộ khi mà con Skarner mới chỉ cấp độ 5 thôi. Phối hợp đến từ Chica và Painter cũng là rất tốt nữa. Chica bắt đầu lấy lại được cái thế trận ở đứng giữa rồi với cái tốc độ đẩy đường tốt hơn của một con Huy. Đứng dưới này thì AKG đây sẽ là một con Varus tốc độ đánh với sẵn sàng tấn công. Jin thì mình cũng đã làm một cái giao án Jin của Mayushi rồi. Kiểu lên đồ sẽ là súng hải tặc vô cực kiếm ở trong cái phiên bản 14.10 này thôi. Và Lumos có một pha dình leo, đẩy được leo qua. Không có tiếng hoa kim thuật và phải mất tốc biến với pha combo của Chica. Tốc biến tránh khỏi hầm nhai và một cú chiêu cuối đẩy vào luôn đấy từ Chica. DAX đang có những pha di chuyển là nhanh hơn và tốt hơn so với lại Guangdong Bricks Academy ở bên phía bên kia. Top farm tốt hơn, mid farm tốt hơn và bot thì cũng đang có được chỉ số lính và giáp trụ nhỉnh hơn so với lại các thành viên đi đường của Guangdong Bricks Academy. Rồi tiếp tục sẽ làm tình huống mà Painter di chuyển lên với lượng máu không quá nhiều đến từ Unknown và con Skarner phải mất tốc biến. Liên tục là những cái pha cầu đi phép bổ trợ của đội hình Guangdong Bricks đến từ DAX. Nào nhưng mà ăn được sâu không đây, lại chỉ ăn được một con thôi. Solid gặp nguy hiểm rồi, cú QQ hụt đến từ Chica. EQ cũng hụt luôn nhưng đẩy chiều cuối thì trúng và đó sẽ làm tình huống Solid không có tốc biến mạng được nhường cho Chica không. Mạng không được nhường cho Chica mà nhường cho Han Sung với điểm hạng cục thứ 3 dành cho DAX Academy. Nhưng khoảng trong khoảng thời gian mà Lumos anh ta di chuyển thì chắc chắn là AKG sẽ bị
gây áp lực rồi, phải 1 đánh 2 trước áp lực đái chủ của bộ đôi Neo và Final. Không có mạng dành cho xạ thủ của DX Academy. Đào tấn công đường giữa nhưng chỉ là xuyên tâm kích thôi. Combo ngược trở lại và Neo không có tốc biến, phải chắc chắn là phải rút lui rồi. Chica hết mana rồi. Sẽ là một cái mặt nạ đó đầy lan rai dành cho đường giữa của DX Academy. Trong khi đó thì Flip anh em cũng sẽ hướng lên mặt nạ đồ đầu. Mặt nạ chứ không phải là một cái triệu pha lê rely. Kiểu build đồ này của Flip thì đây sẽ là con dòng farm thôi. Cái áp lực của Son khi mà không có triệu pha lê rely nó sẽ rất là ít. Mặt nạ thì cái tầm 100 số nội tại của Son nó cũng chưa nhiều á. Rồi Flip có thể bị tấn công trong pha này nhưng Solid sẵn sàng với pha bảo kê và đó là pha đẩy chiều cuối đấy từ Chica. Quý đập hơi đáng tiếc là thiếu tầm nhưng vẫn đủ sát thương với solo kill cho Chica. Nhưng Chica bị trừng phạt rồi. Dính hoảng sợ đến từ Solid, phong lôi thương không trúng vào người của Chica và Peter tới kịp với một tình huống tốc hành hư không và đó là hai mạng dành cho bộ đôi pit sừng của DIS Academy. Mặc dù cú quý đập đến từ vị trí của Chica nó hơi thiếu tầm một chút nhưng mà không sao cả. Chiều cuối và nội tại là đủ sát thương đến từ đường giữa của Việt Nam và đường dưới thì có trụ 2-0-2 dành cho Chica. Và Rek'Sai của Painter sẽ ăn con rồng cái tố thứ hai này với một cái dìu đại mãng xà đã hoàn thành đấy. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống solo kill của Chica. Hàm lính đến từ Flip và cái giá phải trả là một pha đẩy hàm nhai và chiều cuối vào. Một cú quý đập hơi đáng tiếc thiếu tầm nhưng sát thương đến từ nội tại và chiều cuối của đường giữa DX Academy vẫn là đủ. Còn pha tấn công này thì Chica rất bình tĩnh giữ lại tình huống hoảng sợ. Và khi Peter tới thì là dấu chấm hết dành cho Solid với hai mạng cộng thêm dành cho DX Academy. 6-1 là tỷ số điểm hạ gục và 5k tiền dẫn trước dành cho DX. Combo sẽ là cho tàn cộng với lại mặt nạ, hai trang bị đốt đến từ Chica. Rồi nhưng mà Chica bị bắt lại rồi. Quá nhiều CC, sức hút kinh hoàng, hai chiêu cuối đẩy vào và Chica chạy kiểu gì đây? Vẫn đang cố gắng sinh tồn với một tình huống WQ nhưng mà không đủ rồi. Không, thực ra đấy là WW chứ. Lần nắm súng đầu tiên đấy từ Chica nhưng mà cái giá phải trả của KDF Academy là quá lớn khi mà họ mất luôn đứng giữa. Mất trụ một, Solid gặp nguy hiểm, combo đẩy vào hất tung thêm lần nữa. Có luôn phòng lôi thường, đi bộ vào phòng lôi thường gây thêm sát thương và AKG có được mạng thứ 7 dành cho đội hình của mình. Mạng đầu tiên dành cho xạ thủ của DIS Academy và cái giá phải trả khi mà hạ gục Chica với 3 người là quá nhiều. Sau mid game một chút khi mà con rồng đã có đủ stack. Rồng tầm này mình đoán nó chỉ cần tầm khoảng 200 stack thôi. Nó chưa đủ. Lumos. À 3 người, 4 người ấy. À nhưng mà Lumos có bất khuất. Bất khuất là tung hai người, bên này thì Flip tốc biến vẫn nằm xuống với tốc hành hư không đến từ Painter đấy. Các bạn thấy không, sự phối hợp đến từ Chica và Painter là quá khủng khiếp. DIS Academy có được một tình huống quét 2, thậm chí là quét 3, quét 4 đang ở trước mắt rồi. Sân khấu dựng lên có mạng của Lumos. Final gỡ lại một mạng dành cho đội hình của Quang Đông Freaks Academy. Nhưng vẫn là 1-2 và mid dừng đổi lấy support quá lời cho DIS Academy. Hàn Sung lao qua tường với cắt vào sắt. Nhưng mà không đủ tầm để làm choáng và Final thì không có sân khấu. Có Jin còn tốc biến cố gắng dọn lính nhưng không thành công. Một mình vị trí của Final là quá khó để phòng ngự và hai trụ đứng giữa dành cho DIS Academy rồi. Kết quả top 5 của LCK Academy trong mùa giải năm nay. Và như đã đề cập thì DIS những cái trận đấu và gặp những cái đối thủ yếu hơn này họ phải rất chắc chịu. Và họ đang đánh rất chắc chắn luôn. Pha đẩy chiều cuối để khép góc đến từ vị trí của Chica. Và nó là đủ để lấy cái trụ thứ 5 dành cho DX. Cái trụ cuối cùng của KDF Academy chỉ còn lại cái trụ thứ 2 ở khu vực đứng trên thôi. Và chắc chắn đây sẽ là tình huống bách về để lấy cái trụ đó rồi. Nhưng mà Chica đang đứng trên tầm nhìn và pha combo vào hút hai người. Xuyên tâm kích hai người, chiều cuối của Son đẩy vào. Sân khấu dựng lên và Chica lại bị hất tung thêm lần nữa rồi. Viên đạn thứ 4. Chica nằm xuống lần thứ hai, một tình huống bấm mây về nhà hơi hớ hình cùng với lại con Alistar của Lumos. Bên này thì Painter đi theo người đồng đội của mình rồi, chết lẻ có vui vẻ gì và Painter đi theo Chica luôn. Baron đang ở trước mắt các thành viên của KDF rồi, Hansu lại còn dẫn đối phương ra Baron nữa. 3 đánh 5,
đánh kiểu gì lại đây? Akaze có cú double kill với một pha tên xuyên phá và Gubayushi à? Akaze đã cosplay Gubayushi và double kill, triple kill. Không có Quara và Penta rồi, nhưng đó là 3 đánh 5 đến từ bộ 3 của DIX. Một pha cosplay Gubayushi đến từ Akaze. Chica và Lumos lỗi, nhưng mà Akaze cùng với lại Hansung gỡ lại. Quá dã man với tình huống xả đạn, xả cung vừa rồi của Akaze. Nó cảm cái dao ảo đến từ một cái trang bị gì đó, không phải là nỏ rồi. Nhưng mà Chica lại chết. Chica lại chết, nhưng mà đồng đội của anh ta thì liệu có làm được hay không? Đây rất trâu đến từ ba người bên phía của DIX Academy. Peter còn một chấm máu, Peter cũng đã lên bảng điểm số rồi. Và Akaze đang tới, bắt đầu xả cung lên. Và Akaze bắn gục một người. Là một đổi hai, không, một là hai đổi ba. Tổng cộng là hai đổi ba, cái tính cả mạng của Chica lên bảng điểm số nữa. À, như vậy là cái giáp ảo trong cái tình huống vừa rồi là cái lá chắn á, lá chắn của final. Chứ tôi nhìn qua thì cũng không có trang bị. Rồi solo kill đến từ hai xạ thủ luôn. Akaze chứng minh sức mạnh của mình với một con Varus gần 3 đồ lớn, bắn gục vị trí của final luôn. Akaze gánh cực A cả ván này. Ôi Akaze đánh này, Lazy Field đánh kiểu gì? Hất tung hai người, cắt và sắt vào, bắt choáng không? Không có thì cũng làm choáng rồi, nét vẽ giữ chân Hàn Sung lại. Chica chết 3 mạng rồi nha. Cần phải giữ mạng lại từ Chica và tránh những tình huống bị bắt lẻ như 2 pha vừa rồi, 2-3 pha vừa rồi. Early game thì vẫn xử lý rất là hay đấy từ Chica và khả năng phối hợp đấy từ Chica và Penter đưa rồi. Ano bay vào, không có một tình huống áp chế ai cả và anh ta bị bắn như một cái bao cát vậy. Ano lên bảng đếm số, Neo lao vào, cổ bộ không trúng vị trí của Akaze thì là double kill dành cho xạ thủ bên phía của DIX Academy, triple kill dành cho Akaze. Một màn cosplay của Bayushi đến từ Akaze với con Varus của anh ta. Nhưng chưa thể end game đến từ DIX Academy rồi, họ sẽ hướng tới con rồng nguyên tố để có được linh hồn rồng. Một cái linh hồn rồng công nghệ với một con Varus tốc độ đánh. Trời ơi, là máy khâu chứ được cái gì nữa. Nhấn cổng công nghệ, ơi, nhấn nhanh. Trông Akaze nhấn cổng công nghệ sợ thế, nhấn hơi chậm một chút nhưng mà không sao cả. Vẫn sẽ là linh hồn công nghệ dành cho DIX Academy mà thôi. 1 giây 3 đòn thì 2 giây là 6 đòn, 6 đến 7 đòn gì đó đến từ con Varus. Neo đang bị tấn công và đó là solo kill dành cho Chica với mạng thứ 3, không âm mạng là được rồi em ơi. Tiếp tục là Ano, Chica có cai cái mạng này được hay không? Để áp chế hai người đến từ Ano nhưng mà anh ta quá khó thoa rồi. Double kill dành cho Chica với tình huống kẹt liệu ban đầu. Hàn Sung tele vòng sau, mục tiêu là final, làm choáng với đắp nộ đánh tay Quỳ. Hàn Sung có tốc biến trong pha này, tốc biến tiếp tục đã đổi hồi lại Quỳ và mạng dành cho Hàn Sung. Double kill không có dành cho Hàn Sung khi mạng còn lại cho Akaze và đó là cú quét 4 người, chỉ còn con rồng của Flip sống mà thôi. Nhưng tầm này thì chấp 5 con rồng thì nó cũng không thể phòng ngự được. Với khả năng can vào của DIX Academy, tốc biến đến từ Akaze bắt con rồng luôn và mạng dành cho Peter với một cú quy tầm xa ở dạng đối thủ. Akaze bị shut down bởi rồng nhưng đó sẽ là chiến thắng dành cho DIX Academy, chiến thắng thứ 19 để họ gần hơn với giai đoạn playoff của LCK Academy mùa hè năm 2024. Ok, bước vào ván 2 giữa DIX Academy và Quang Đông Flix Academy với trận thắng 1-0 khởi đầu rồi. Sẽ là một con Skarner đi rừng của Penter này. Hàn Sung đánh TF đứng trên Chica với Orianna đứng giữa. Đứng dưới sẽ vẫn là con Varus cosplay của Mayushi của Akaze đánh rất hay ở ván đấu vừa rồi. Và bên kia thì đội hình Yone đứng giữa của Flip. Ash một con xạ thủ rất là mạnh ở 14.10 và 14.11 trong tay của Final. Neo với một con Leona. Rồi, kéo Ash và Varus để xem là Final và Akaze xử lý như thế nào nha. Đứng giữa là một kèo đấu mà Yone là một chất tướng mà sẽ không ngại lắm những kèo pháp sư. Nhưng mà nếu mà đánh tốt ở kèo này thì Orianna có thể
đi đọt và khiến cho Flip gặp rất là nhiều vấn đề ở cả khả năng đẩy cũng như là cả khả năng chơi hit rồi. Và Neo đi vào ăn bài vàng, hắc kim thuật vào và chiến công đầu cho ai đây? Neo chắc chắn là không chạy được rồi, và chiến công đầu dành cho AKZ. Đấy, với lại Varus cộng với lại Rell đứng giữa thì như đã đề cập thì kèo này nếu mà Chica làm tốt ở khoảng thời gian những cấp độ đầu tiên này thì cái khả năng áp lực kể cả đẩy đường, chơi hit thì Orianna đều là chất tướng có được cái khả năng làm tốt hơn so với lại Yone ở bên phía bên kia, chất tướng tay dài hơn. Cái ưu thế này đang được duy trì bởi Chica, tiếp tục là quỳ đập rất khó chịu đến từ Chica. Ván 1 thì là cosplay Gumayoshi, ván 2 là Chica cosplay Faker à? Đồ đánh tay, không có một hit đánh tay cộng thêm đấy từ CK, tiếp tục là đánh tay vào. Ông Flip đang phải cắn bình và tận dụng nội tại của khiên Nora để hồi phục. Q3 để ăn con lính. Mà CK tiếp tục là giữ chiều, tiếp tục là Q đắp vào, rất đau. Flip kick đắp tạo giáp ảo nhưng mà cái lượng sát thương đầu ra đến từ CK nó vẫn là rất lớn. Tiếp tục là sẽ là áp lực. Đẩy cầu rất khó chịu đấy từ CK, tiếp tục là một tình huống W đánh tay. FTL rồi, pha FTL sớm đến từ Chica với con Orianna của mình. 39-28 đẩy cầu ra rồi dùng đánh tay kéo cầu về, tiếp tục là một đánh tay của triệu Eri chạy hit rõ ràng là lời hơn rồi, không dính Q3. Một quay đẩy về hướng trụ của Chica và đây sẽ là pha di chuyển ra đến từ Penter, và liệu có một pha phối hợp tấn công đến từ Chica và vị trí của Peter không đây, như vậy là không rồi. Skarner đi rừng thì cũng là một cái con bài rất là cơ động với cái động đất Extan. Và lướt và có choáng ở một cái cự ly rất là xa và khả năng tiếp cận xuyên địa hình nữa, giúp cho Skarner rất là linh hoạt. Và đây cũng là một con bài ăn sâu rất nhanh, anh em thấy cái lượng sát thương vào sâu của Penter kìa. Không khác gì con Reo ngày trước cả. Nào nhưng mà Lumos đang bị vây rồi, thôi xong rồi. Thế chân vạc và Lumos quá khó thoát. Tốc biến và có tốc biến theo không đây? Không có tốc biến theo, Lumos nó thoát luôn à? Ok. Không có ai tốc biến theo cả, bởi vì họ lo sợ rằng là sẽ có sự có mặt của con Skarner phía sau. Nhưng mà Skarner của Penter đang ăn cánh trên sau khi mà anh ta hoàn thành xong cho mình ba con sơ hư không đầu tiên. Hai con lính còn trả lại một đòn đánh tay có chịu Eri. Máu mất đi bắt đầu xem nhau rồi. Ưu thế đến từ con Yone khó khiên Doran vào hồi phục với bước chân thần tốc. Nào bên này thì đang có Q3 nhưng lách thành công Q3 của đối phương đến từ Hansung. Hai bên đều bật tốc hành, có bài vàng, mở đường chơi khô máu. Rồi tiếp tục là EQ nhưng không có thêm sát thương đến từ vị trí của Ano. Còn đường giữa này thì tốc biến ma thuật qua Flip không dính xuyên tâm kích, tránh thành công được hắc kim thuật với tình huống xuất hồ rất tốt. Nhưng Chica đẩy cầu đợi sẵn, QW ép tốc biến. Thiên đỉnh kiếm vào chơi luôn à? Thiêu đốt đến từ Neo, nhưng mà Penter tớm tình huống ủi không có làm choáng, nhưng mà Chica vẫn ở đây. Lệnh sóng âm thì đã dùng trước đó rồi và sẽ chỉ là một tình huống để giúp cho đồng đội rút lui đến từ Penter thôi. Và tấn công rất nhanh đến từ Lumos ở khu đường giữa với cái tốc biến ma thuật của mình. Nhưng mà chỉ lấy được cái tốc biến của Flip thôi. Flip ít nhất là vẫn chưa nằm nha. Mặc dù thì cái áp lực landing của Chica thì vẫn là tốt hơn rất nhiều với chỉ số lính chênh lệch. Sẽ là 79 chỉ số lính đến từ vị trí của Chica so với lại 85-80 chỉ số lính đến từ vị trí của Chica so với 65 của Flip ở bên phía bên kia. Đường dưới này thì AKZ đang phải 1-2 và rõ ràng là anh ta sẽ đứng ở một cự ly an toàn rồi. Còn thanh tẩy, còn tốc biến và sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Thả cướp rừng đến từ Solid. Nào đường dưới này, Neo thiên đỉnh kiếm có đại bằng tiễn vào thanh tẩy rút lui, tốc biến đến từ AKZ, hắc kim thuật xuất cút kỳ quang hai lời xuyên tập kích hai người quá tốt đến từ Lumos và pha phản công gắn cầu xoay và Chica lấy mạng. Một pha phản công rất nhanh với pha dịch chuyển xuống của Chica, nhưng phải nói rằng cái khả năng phối hợp của AKZ và Lumos đó là một pha gom hai người và cái lượng hiệu ứng đến từ Rell được trồng vào với nguồn đam của AKZ kéo vị trí của Flip về, outplay được tình huống tuyệt mệnh. Oh. 신체 스킬에 좀 사기성이 나왔죠, 스카노.
Đặt mệnh chứ nhở, quên mất chiêu cuối của Yone mà. Nhầm với lại tuyệt mệnh của Diego. Không có mạng dành cho DIS Academy nhưng mà họ đang có thế để ra ba con sâu hư không. 106 chỉ số lính so với 95. Chica đẩy cầu ra và sẽ là một tình huống áp lực nhưng không có lệnh sóng âm. Kéo Flip ra khỏi tình huống tranh cướp ba con sâu hư không. Sẽ là 3 đánh 3 trong pha này và Painter thì vẫn đang rất trâu. Cực kỳ trâu dù ngủ đến từ vị trí của Solid nhưng chỉ dù ngủ trúng con Skarner thôi. Trong khi đó nguồn sát thương thì vẫn còn. Hắc kim thuật giữ chân ăn đầu bế một người đi. Và còn tốn lường này nó vẫn đang cố gắng quẩy. Rồi chạy được rồi. Và 200 năm đến nhưng 200 năm chỉ bế một người đi để giúp đồng đội rút lui thôi. Bên này thì Flip ăn hắc kim thuật rồi xuyên tấm kính hơi đáng tiếc là không trúng. Chica đã hồi lại trong lệnh sóng âm rồi. Mình kiểm soát sâu hư không tốt đến từ vị trí của Painter với tổng cộng là 5 sâu dành cho DIS Academy. Nào đường dưới này Neo đi đâu đây? Chiêu cuối luôn không? Tên xuyên phá rồi. Hết khiên mặt trời chiêu cuối luôn. Bừa tên đánh tay và tên xuyên phá với solo kill dành cho vị trí Wakaze nhờn với Umayushi à? Hansung ăn lại bằng tiễn nhưng có bài vàng lách thành công hạt lăn lóc và quay lại thả diều. Hansung có mạng rồi. Ăn đầu bế một người, ăn đầu vẫn có được mạng. Tiếp tục sẽ làm tình huống đắp quy đánh tay. À, có ai lướt qua tường không? Đây đang đợi hồi chiều và cuối cùng là ăn đầu chỉ đổi lại được một mạng thôi. Top đổi rừng. Mà top đổi rừng thì bên kia sẽ không có được một tình huống. Ok kìa, đường giữa có một pha mà bị bắt lại. Không, Flip vừa bị bắt lại ở bãi cóc. Đó là Orianna của Chica và Lumos. Những người ăn mạng là KZ. Chúng ta cũng nhìn lại tình huống này khi mà combo phối hợp đến từ Chica, Lumos tiếp tục với một pha hack kỹ thuật và xuyên tập kích cùng với sút Quỳnh Hoàng. Người ăn mạng là Lumos trong pha vừa rồi chứ không phải là vị trí của Chica. 16 phút và Chica có thể bị bắt lại ở vùng đứng dưới. Đại băng tiễn xuống và Chica không dính chiêu cuối của Ash. Đẩy cầu ra dọn lùi lính với tình huống lệnh sóng âm luôn. Và Chica rất chăm dùng lệnh sóng âm để farm. Không ngại dùng chiêu cuối để có thể đẩy đường và giúp cho mình rút lui. Còn đứng giữa là pha thả sứ giả và đây sẽ là chủ thứ nhất khu vực đứng giữa dành cho bên phía của DIX. Lá sứ vẻ thôi, e về thôi. Nhưng mà bị du ngủ rồi. Du ngủ rồi, xuyên tâm kích vào Leona, sút Kinh Hoàng. Nhưng mà đó là tình huống áp chế rất tốt đến từ Painter. Lại là hắc kim thuật và trông AKZ bắn gì. Các gì cái máy đâu nước này thì tốn lường của chúng tôi để bài vàng lấy thanh tẩy của final với cú double kill dạy cho AKZ. Hansung đang được gắn cầu và sẽ tiếp tục là một nhịp bài vàng nữa. Bài đỏ luôn cho làm chậm này. Và Chica ăn mạng với điểm mạng cùng thứ ba dành cho đứng giữa của DS Academy. Có flash qua tường đến từ Chica hay không đây? Không cần bởi vì Hansung 55 bài vàng trên tay và tốc biến vào bụi. Bật máy quét không có bài vàng rồi với tốc độ di chuyển rất cao đến từ Solid. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì AKZ đục xong trụ 1, đục tới trụ 2. Pha phản công rất mẫu mực đến từ DIS Academy. Mặc dù đối phương là những người chủ động chơi thứ lại là một pha du ngủ đến từ Solid. Nhưng mà chỉ trúng ông Koskarner thôi. Và đó là một pha giảm cầm hai người. Áp chế hai người, hắc kim thuật hai người. Và một tình huống xả đạn quá ác liệt đến từ AKG. Giống như ván thi đấu đầu tiên, cú đắp một kill dành cho xạ thủ bên phía của DIS Academy. Và sau đó là final cũng đi theo luôn. Mặc dù bài của Hansung là bài đỏ. Nào Flip Q3 qua tường. Chica thả diều, gắn cầu. Tiếp tục là tốc biến Q3 ép tốc biến của Chica. Pha PK đến thứ hai đứng giữa. Nhưng mà Chica vẫn đang là người thả diều tốt hơn. Dư cư ly quay đến từ Chica. Và solo kill dành cho Chica. Này thì PK với người Việt Nam. Oriana của Chica có điểm solo kill với mạng thứ tư. Đứng dưới thì Ano đang thực hiện sức mạnh con tướng 200 năm nhưng mà mở đường chưa có máu hơi sớm rồi. Bài vàng giúp cho Hansung rút lui. Ba đòn không? AKG 2 đồ rồi, 2 đồ rưỡi, 2, 3 chuẩn bị 3 mò đến nơi rồi. Sẽ là một cái Koda Wuso dành cho AKG ở trang bị thứ 3. Vẫn làm con Varus on hit.
cuồng đao hay là một cái cung trạng vạng đây. À, rồi rồi bắn kìa. Ui, Neo tụt máu không phanh luôn, nằm xuống mạng cho Akaze. Dù ngủ hai người, Chica đang di chuyển tới sẵn sàng có lệnh sóng ngầm, một pha áp chế flip không kịp làm gì cả, mạng thứ 5 cho Chica với Unstoppable. Sức mạnh cái từ DIS ở qua Academy với cái lượng chênh lệch 9.000 mà họ đang tạo ra so với KDF Unknown làm gì ở đây đây. Gắn cầu vẫn còn lệnh sóng âm nhờ xoáy hai người không đẩy cầu ra góc trái góc phải này khi final đang tới, không thể xuống Baron nữa kìa. Nhưng Lumos nằm xuống rồi, lao xuống Baron cướp được Baron đến từ vị trí của Solid và rồi ăn game chậm lại rồi. Chắc không có một tình huống endgame sớm đấy từ DIS Academy khi mà họ vừa mất con Baron. Đứng trên thì là một tình huống áp lực vào trụ. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một chiến thắng 2-0, mặc dù là vừa mất con Baron nhưng mà tôi tin rằng ván này vẫn sẽ là chiến thắng thôi. Từ tình huống áp chế vào khoảng không đến từ vị trí của Painter nhưng gồm quá đẹp đến từ Lumos. Global combo đến từ Orianna của Chica nữa và đó làm tình huống quét 4 người sẽ là quét sạch khi final chỉ còn đơn thư độc mã thôi. Và anh đã không thể thở nổi với một pha quét sạch dành cho DIS Academy, rất nhiều mạng dành cho Hàn Sùng. Nhưng người có được MVP trong pha vào tranh vừa rồi phải là Lumos với một con reo hút 4 người. Và công việc của Orianna trong tay của Chica chỉ đơn giản là một tình huống gắn cầu xoáy mà thôi. Chúng ta cùng nhìn lại thì cũng giao tranh. Đầu tiên là một nhịp vào hơi sớm của Painter và cú áp chế của anh ta để khép góc. Sau đó là gom 4 người và lệnh sóng âm đẩy vào với quá nhiều đàm. Triple kill dành cho con TF của Hàn Sùng sau khi mà anh ta đoạt thêm mạng của final nữa. Ubo combo đến từ DIS Academy quá khủng khiếp. Diluvium đang nói rằng là combo này giống combo SKT. Thay con Rail và con Rakan đúng không? Rồi chiến thắng dành cho DIS Academy ở trong ngày hôm nay với tỷ số 2-0 trước KDF.